Ngày vui hạnh phúc có anh và có em, bên nhau ta ước hẹn.
16 ông ngoại thì cũng đã đến giờ để mình trình cái lễ cho cung quyền thất tổ để tiến hành làm lễ đại tăng pha cho cháu Bình. Thì thủ tục đầu tiên là chúng ta nam chủ hôn, nữ chủ hôn đi giao tiếp lên bình thờ để đốt nhang trình cung quyền thất tổ của bà. Xin mời về sau ý
có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng dừa cao lính trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạp rào. Bên giàn thiên lì bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thay. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trầu cây và hội buồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một dàng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng chào. Có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thay. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trầu cây và hội buồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một dàng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Thank you.
về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cho lên hỏi kết qua bằng thuyền đưa dâu, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn vẫn nhiều vàng vượt đầu, son sắc chung một nhịp cầu. Nè bằng lòng đi em giường trái xanh màu. Dạ. Dạ. Đây 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 có cái ghế đó. Tại sao khi nhận lễ tôi xin đại diện cho bên nhà nữ chú hôn xin nhận cái phần lễ này cho đồng thời xin mời bên nam chú hôn. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kịp đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kể từ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Mơ. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chạy ra lấy hả?
Đấy, tôi bay rồi làm kiếm sáng đi. Thôi mẹ ngọc đi ăn thôi. Rồi phần đó phần tiếp tiếp. Rồi vậy không phải không tỏ. Về mặt cho bên nam chú Hôn, nữ chú Hôn xin lặp lại cái chương trình của là trình lễ của nam chú Hôn. Thứ nhất, nam chú Hôn ở trình lễ một là khai khai diệt là khai trình, hai là khai thường đường trên khai thường đường có đâu nguyên đăng, ba là mâm tàu kèm theo 8 mâm phẩm vật để trình lên quốc quyền. Nay tôi thay mặt cho nữ chú Hôn xin nhận phần lễ này. Thưa quý ông, quý bà và toàn thể tất cả anh chị trong gia quyến đã đến dự trong cái buổi lễ đăng khoa hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 19 tháng 11 là mong một Tết âm lịch. Cũng được sự thống nhất của ông bà nội ngoại của hai bên nên gia đình của ông Nguyễn Phú Đông và còn bà Võ Thị Hạ Mai đã tổ chức cái lễ đăng khoa cho hai cháu đó là Dường Như cùng với Thanh Bình. Được kết tóc xe trên thay ta để tiến hành vào buổi lễ, tôi xin phép được bắt đầu gồm có là pháo một gồm có ba phần. Phần thứ nhất là phần cửa hôn lên đèn của đôi cha mẹ đôi bên, thứ hai là phần làm lễ của hai cháu được tiến hành qua sáu buổi lễ. Một là làm lễ của quyền, hai là lễ ngồi tam bảo, ba là làm lễ trăng quan, bốn là làm lễ bà nội ngoại thân thiện cô gia, năm là bác chú cô cậu dì diệu, sáu là anh chị trong gia quyến, cuối cùng là phần giao lại cho bên nam chủ hôn để tình dần dần như ta. Để tiến hành vào buổi lễ, tôi xin trân trọng cha mẹ đôi bên đã tiến hành trước của quyền để lên bên này cho cháu lễ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gươm mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương với, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. We'll be right back.
Rồi em bước dịch tới đi Bình ơi, bước dịch tới đi em. Rồi mình cung tay xá lễ, cung tay em, cung tay xá. Rồi xá bốn xá nè, một. Xá vậy là xuống bốn cái. Một, rồi. Anh em khoan bấm máy để xíu em sắp cho, mình bấm máy thì đẹp. Hai, xá nữa. Chuẩn bị nha. Ba. Rồi, xá nữa. Bốn. Rồi, xá con mời Suza đó. Rồi, rồi. Ngoại uống dữ lắm. Rồi mai là ngày lễ đăng khoa của cháu, ngoại có chúc cho cháu sao cái gì không? Thôi xá đi. Thôi phanh tay cúi đầu đi, cúi đầu thưa ngoại đi em. Cúi đầu thưa ngoại, cúi đầu thưa ngoại. À vậy đó. Rồi, cái nữa. Rồi xin mời chồng từ đây xa phút long đong chàng về đã có thiếp mong chúc mừng hai họ một nhà chúc mừng gió mưa thuận hòa đường đi tuy có không xa đường về trong tiếng hoa ca chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà chàng tình xuân đậm đà một nhà nồng ngát hương hoa nay chim đã sơ lòng tình ta nên duyên vợ chồng từ đây xa phút long đong chàng về đã có thiếp nàng đưa luôn rồi đứng đứng hai mời qua chìm luôn rồi chìm luôn rồi gì hai cô nữa thôi cũng ngày hôm nay cháu được tăng năng hạnh phúc cũng không cũng 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 mang lại vật để làm quà cưới trong đó có cặp nhẫn cưới một lắc tay một chiếc vòng tay một chiếc lắc tay một sợi dây chuyền vàng một chiếc kiềng đeo cổ và hỗ trợ tiền cưới là 20 triệu đồng. Vậy bây giờ tôi hỏi tổng lợi số vàng của 24 là nhiêu, tổng số 18 là nhiêu nói. Cái này chút lên bà chủ đi. Bây giờ nói giùm tôi lên dạ, tổng số vàng 24 mất tay. Dạ. Đó 24 là nhẫn cho lời khỏi nói gì đó, cặp nhẫn 18 đúng không? Vậy là chỉ 24 là ngay luôn phải không? Nói với anh mẹ rất thương em thương vì nết na nhu mì ngoan hiền ý mẹ thầm mong em là dâu
xin em một câu hẹn ước cậy người qua mỗi mai trầu cau. Chàng thương em xin lại thương, ba em mẹ em đồng ý phần làm con cúi đầu xin vâng. Cô sao đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Theo cái sự bàn bạc của hai gia đình như vậy là cái mong cầu của để nào ra để nấy là sao? Mong cầu của ngày mai làm ai, bữa nay làm bữa nay. Mình đây qua đây mình ngày nay hay ngày mai có mong cầu khác đúng không? Rồi vậy cho mình coi vừa giờ sẵn đây luôn, chương trình luôn. Để theo cái phong tục của ngày xưa thì nó là ba, nhưng mà hiện nay chúng ta đã hiện đại quá rồi. Chỉ giờ là bữa nay thì nói là ai hướng, cho nên có hai cái mong cầu thôi. Xin là cho phép rồi nhà thai ha, là dỡ mong cầu luôn. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắt son đôi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng
tiếng cầu. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay miếng cầu. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khít. Rồi mình cho dàn vỗ tay luôn nha. Chúng đôi,
trước vào thú rơi. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi. Trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hòa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Yeah. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hòa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ.
chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm ức trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm ức trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm ức trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm ức trong lòng hoài. La la.
Trinh là cha mẹ của Nhân. Hôm nay là một thời gian để nuôi nắng con cháu, nuôi nắng con được hình thành nữa mà được ngày hôm nay nó được vui sức giá. Con em và gia đình rất là vui mừng. Một lần nữa xin chân thành và cảm ơn bên nội bên ngoại đến dùng đến dự cái buổi vui của bé Quỳnh Dự hôm nay. Xin thay mặt gia đình xin trân trọng và kính chào. Cho chàng thay. Cô bán giá đây. Đứng ngọ này. Đứng giáo. Cô bắt ơi ông này vô nè. Ông vô qua đây nè. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng. À, cô dâu xin làm lễ cụ Quyền thất tổ ông bà, sau đó làm lễ ông bà cô bác cha mẹ đâu hết. Bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn, thầy mẹ thương em nhớ tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền, lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời. Trong tình yêu như thế nào, dòng sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an lớn. Đây, bây giờ tới cái mạng chương trình cái thứ hai, một là nhất là làm của Quyền tất cả ông bà. Làm lễ ông bà thì báo với anh em cho bà con dòng họ hôm nay thì Quỳnh Như là ông bà nội đã qua đời, chỉ có ông mà ngoại cũng qua đời, chỉ có bà ngoại. Kính mời bà ngoại bước về bên trước cho chặn một ly bà ngoại để làm lễ bà ngoại. Mời bà ngoại. Ngoại thôi ngoại Quỳnh Như ngoại đưa ngoại là tốt nhất. Bà ngoại đây là hơn hơn. Dạ quỳ xuống mày chứ không đưa luôn mà đứng đi quỳ xuống mới được. Quỳ được rồi, em ơi quay mặt lên ngoại lấy hình. Gì đó là xá sao ngoại con đứng lên ngoại rồi xong chưa được nữa. Không phải cái đi. Lấy cái pin đi. Không phải cái đi. Chút đi. Bà mày trai tự bà đâu. Rồi. Đúng. Rồi mời mày đến. Tiếp theo là phần cô bác. Phụ bảo mạng đi mày, chứ mày nó chạm đến cái thảo cô bác mẹ đi rồi mày nói cho cô bác. Tiếp theo là phần cô bác xin mà mạng hết là cô bác bên nội chị ba chắc là xin kính mời chị ta bước ra luôn. Bước ra mẹ chú bác bước ra bà là cô bác bà thì đó bước ra trời ơi cô bác mẹ trước này bấm cô bác thì ở đây được đi trước đây. Rồi, cô ba muốn cạn liền.
giờ cho nó cháu nó xá hả sao thôi hàm hàm rồi 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 uống à. Tôi nhìn lên luôn. Chúc cho con trăm năm hạnh phúc nha. Vô ta. Sáu là tôi rồi. Còn này là 7. Còn tới chú. Tới chú. Cạn luôn. Cạn có gì không? Vô ta. Cưng mày hú hồng lắm. Cái ly này nè con, cái ly này có. Trời sáng nó thế chứ. Kẹo nó bà ơi. Rồi cậu Tư, anh tôi uống thế không? Cậu Tư miếng anh. Vỗ tay. Rồi cảm ơn cậu Tư. Gà rồi. Rồi cháu uống đi. Cảm ơn cả. Thầy ơi, Dũng nè con rồi.
ơi, bên dòng thôi đó. Thôi, vui cho cháu rồi. Cháu rồi. Cháu. Ai nếu đem vô lại thì không có ai cháu đi ở. Anh nữa. Cháu không có ai vậy. Cháu không có ai được. Nếu, nó tính ra không có ai tốt đâu. Hả? Không có ai. Không có ai. Đây, đây, đây. Đây, đây. Dạ 1 2 3 cho chặn tay gì vậy? Nó đã đứng mày.
phải phải ta đủ lớn lớn mày lớn mày nghe ngồi mày lớn mày ngồi cha mẹ nuôi nắng cho hai anh em hôm nay em đã về phục vụ với quê chồng toàn bộ gửi gắm về cho em phục vụ cho cha mẹ trong lúc em đi dân mày cũng không hết chị đi dân cho em đi dân rồi à chị đi dân à vậy được không cho em là được không cũng mày cũng mày đi đi gụng mày hiểu không? Cho anh đây, cho anh đây, bốn, cho anh phải không? Cho anh đây, 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 cho anh đây, phải ba cho chẳng tay luôn. Không hai, ba gì con? Vừa đứng lẻo quá ba ơi, vừa thôi. Đúng rồi. Đá đi nha. Rồi gót đi em, gót mạnh xuống. Ê, dẹp bán rồi. Rồi. Sẽ vẫn như mai lời mẹ dạy con đó. Sẽ vẫn như mai lời dạy của cha đó. Dẫu có sương vui về nhà chồng nhớ phục vụ bên chồng tốt nghe không? Rồi bắt nhớ ông ta bỏ vô
dặm ngàn thân gái đục trông, một lần xe hoa pháo hồng suốt đời khắc ghi trong. We'll be right back.
vào mối mai, để em tôi thẹn thùng ưng hồng trên đôi má. Chiếc áo nào xanh xanh tươi cười sao lũy tre, lũ chim trên cành đang chuyền cây líu lo. Nếm thơm đông đầy mâm quà trà sen ngát hương, mỗi mai đi đầu nè ô kìa tân làng đó. Đôi má nào hay hay ngân lệ hôm đón dâu, gái trai trong làng chúc mừng huyền ương đó em. Rộn ràng đầy rượu mừng trên mâm đầy cao xanh, bên trái là ông mai đàn trai cười vui rước dâu. Kì kì còn thèm thùng xinh xinh là cô dâu, tân lang ngóng chờ tân hương lén nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men mẹ tôi rước dâu, và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du huy ngày mai bế con, một thằng lon to tô thắm gia đình.
gặp nhau duyên thắng bên lâu. Hỏi ơi hỏi lòng anh điều lý chung tình, mơ ngày đẹp đôi thương nhớ trông. Chúng tôi đã đồng thành tâm tính trước của quyền vì cảm ứng chứng minh cho hai đứa sống được ăn đời ở kiếp và trăm năm hạnh phúc. A Di Đà Phật. Rồi đồng xá luôn, rồi mình đứng dậy. Dạ, rồi mình xá ba xá rồi mình thu đèn thu hương luôn. Cậu ơi, cậu tiến tới cậu thu hương trước con đi cậu. Rồi tâm đưa lên cái đầu đèn lên thay ra. Dựng lên đi. Rồi coi cho anh ngay giữa. Trời đã xé rời chi hồng,
ven hai bờ sông có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dâng tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đổi trao câu chuyện trầu ca. Dạ. Ngoại trong kìa ngoại ơi, ngoại cô dâu kìa. Mình xích vô cưng, mình che đó cưng. Ừ đúng rồi. Có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhớ công cha nhớ nghĩa mẹ con. Cô em mời cô này, cô ngoại, cô ngoại, hai cô ba hết. Ừ đúng rồi rồi. Cô hai, cô ba, ba, ba. Ba. Hai em đứng sau lưng anh chụp qua. Rồi đứng ở đây, đứng ở đây. Sát đi em, hai ba sát. Sát nữa. Rồi. Tôi mặc dù là tử dụng hai quá, 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 hai được hai quá, hai quá, hai quá, hai quá, hai quá. Thì tính là mình là theo nguyên tắc ngày xưa thì ba ngày mới lại có dỡ mình cầu, nhưng vì hôm nay chúng ta thời điểm quá rồi, thì nay cũng có sẵn hai bên hai họ để chứng minh cho hai cháu cùng dỡ mình cầu luôn. Nay cũng xin bà cụ cho phép à. Miếng cầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Áo tim áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không,
tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng thời gian quý báu mà để chứng kiến cho hai cháu nó diễn ra một cái buổi lễ thành công tốt đẹp trên trận đó là cảm ơn. Sau này tôi xin nhường lại cho bên ông đại diện bên nhà trai trình cái lễ rước dâu và mời tôi xuôi đi lên trán. Mời chúng tôi à. Thì cái chương trình lễ thành hôn cho hai cháu bên đây được tiếp theo là phần nước châu để họ nhà trai thành lý của họ nhà trai trân trọng chúc mời họ nhà gái cùng đi với họ nhà trai về những bữa tiệc đó nhà trai. Rồi thay mặt bên đây con xin nhận lời. Sông nước dài liêu
bằng lòng đi em về dưới quê anh, một cù lao xanh một dòng sông xanh, bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu, mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, chùa miên câu hát xa đưa, mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ lặng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ, tiếng đàn kiều mang mát buồn trên sông. Bên giàn trầu
mai sau đôi lửa chung nhịp cầu, cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu tha xu kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ từ nay gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nào lần lần sao xuyên đến ngập lòng, ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên. Thầy lễ nói với ông bà, chú bác, cô cậu gì vậy cũng có mặt ở đây. Thì tôi nhận thấy là có mặt ở đây những người là người đẹp, những người lớn, đó là ông ngoại. Rồi sau đó là ông cháu, ông cháu đưa qua, rồi qua là tổng đưa chứ không có đâu. Ba, ngồi xuống, ngồi xuống, chưa tới lượt.
chưa tới vụ đó đâu. Rồi, nhận đi đủ, ông ngoại nhận đi đủ kìa. Ông ngoại nhận đi đủ của cháu. Đó, ngồi xuống được rồi, ông ngồi xuống ông nhận được rồi. Nhận một tay thôi. Nhận một tay giờ rồi, cháu. Rồi, xuống hết nè. Cũng là chúc cháu ăn năm phút nha. Rồi, chị hết rồi, cái này cũng dám kể. Tặng bao nhiêu phải nói lên cho tao quên phim cho. Phải tặng 3 triệu. Rồi nãy ông Sáu nhiêu? Ông Sáu 500. Từ ngày sau mà mình quản cái quay ngang này không có uống rượu, không có uống thuốc lại giờ ăn đồ ngọt quá trời. Mắt là đậm đà cầm đậm đà hoài. Ăn ngọt quá không tốt. Tại vì trên đó đậm ăn vừa phải. Tại vì con mới ăn vừa phải. Mở lắm nha. Bác đi vô, 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 bác đi vô. Nè, đó, đi bữa nay ngày vui của cháu rồi mấy ông phải làm hết. Bữa lễ mà. Bác hai nói lớn lên cho thôi. Rồi chị ba lại 500. Rồi chị Sơn á. Rồi cảm ơn rồi nói cho cô 7 chữ 7 cũng bị. Uống kỳ tán. Tới giờ rồi. Tặng cho hai cháu 5 triệu. Thời đó thôi quên mất tiêu. Dạ. Chứ con này con chưa chút cho ba. Uống không cây tát, nãy nhìn năm uống cây tát. Năm là nhà xa, 5 triệu. Nhưng bảy ơi. Rồi, quay ra. Bà ơi, chắc không bụng nó luôn đi ra. Đúng rồi, đúng rồi. Mang căn mũi anh. Dạ, được rồi. Rồi dịch chị luôn nha, dịch chị nè. Rồi đại gia đình chị đây, hai dì ơi. Hai dì với con. Dì bên đây buồn quá. Ừ. Mình cũng ly với nhau luôn. Rồi, rồi được hai dì. Cũng ly luôn. Được hai dì ơi. Hết luôn. Rồi, 100% luôn đi. Ủa, đó nè. Từ mấy. Dì ai uống đẹp quá. Dì uống vô luôn đi. 500, rất là khó. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Rồi chụp nữa đi. Dạ. Thôi giữ ốm không dịch giữ ốm có cầu chúc hạnh phúc. Dạ. Nói chúc hạnh phúc thôi. Chúc hạnh phúc đó. Ờ, có tiếng gì cũng được. Rồi, chị với Dưỡng chúc cho chụp cái hình làm kỷ niệm nha. Tặng đi quà đi chị. Tặng quà đi hả chụp. Dạ. Chụp cái. Rồi, chúc chị Dưỡng chúc. Mong quý vị có điều gì thì
thêm để cho chàng hôm nay thì để cho cháu kết thúc tôi đại diện cho nhà trai là cũng xin cảm ơn nhà gái đã trao tặng cho con dâu của tôi. Tôi xin ghi nhận điều này. Thôi mình cho một chàng vỗ tay nữa đi ha. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng khi đôi sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, tận rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đà. Ai yêu quá vui là rượu thơm nồng, nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Ngày khăn đấm đội tóc, ngày đôi guốc mộc mới chiếc áo dài, cả nhiều hoa xinh mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé. Tiệc cưới mừng bên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy nhà. Dòng tiếng cười ai vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy. Dồn tiếng cười vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Đầy khăn đấm đội tóc, đầy đôi guốc mộc mới chiếc áo dài.
khác chương trình nghi thức lễ cưới của chú rể Thanh Bình, Kết Duyên cùng cô dâu Huỳnh Như. Xin được phép bắt đầu. Cảm ơn tất cả toàn thể quý vị quan khách đã được chung vui trong buổi lễ tân hôn của chú rể Thanh Bình, Kết Duyên cùng cô dâu Huỳnh Như. Lời nói đầu tiên, con phép con phô đại diện cho ban tổ chức trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay và thay mặt các anh em trong ban nhạc Tiến Danh xin được gửi lời chúc đến tất cả toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tốt đẹp nhất. Thưa quý vị quan khách, đúng là dù ai đi bốn phương trời, hội đâu lịch sự như người quê ta. Cảm ơn quý khách gần xa đã đến dự buổi lễ cưới hai nhà của chúng tôi. Sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách cũng là niềm vui và vinh hạnh của hai gia đình. Thưa quý vị quan khách, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một quê hương và một mái ấm gia đình. Và chắc hẳn quý vị quan khách ở đây đã từng nghe qua những câu ca dao ngày xưa mà chúng ta đã từng buồn thuở cấp sách đến trường. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công ca. Tăng tàu sớm hôm mẹ đưa con khôn lớn, băng cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Cái điều quý vị quan khách nói đến công cha nghĩa mẹ là nói đến một đạo lý, là truyền thống tốt đẹp ngàn đời mà dân tộc Việt Nam ta tượng trưng trên những câu hiếu đạo vẹn toàn, trên những bậc làm con. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những đấng sinh thành đã nuôi nắng dạy dỗ và dành một niềm tin vững chắc cho cô dâu và chú rể như buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin mời ông Nguyễn Thành Nhân và bà Phan Thị Thu Hồng sẽ đại diện bên họ nhà trai, cũng là song thân của chú rể Thanh Bình. Và tất cả quý vị quan khách hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để hoan nghênh chào đón. Nguyễn Phú Đông và bà Võ Thị Mai sẽ đại diện bên họ nhà gái, cũng là song thân của cô dâu Huỳnh Như. Và tất cả quý vị quan khách hãy dành một tràng pháo tay thật lòng nhiệt để hoan nghênh chào mừng. Và ngay sau đây thì tất cả quý vị quan khách hãy nhấn nút phút thời gian hướng mắt về sân khấu đón nhận nhân vật chính cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Đôi quê hương lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đó là chú rể Thanh Bình, Kết Duyên cùng cô dâu Huỳnh Như. Và tất cả quý vị quan khách hãy dành một tràng pháo tay thật là nhiệt để hoan nghênh chào mừng. Nhau trọn vẹn sao gần, không không tay nhìn cùng đằng mà xa. Yêu nhau trọn vẹn lầm than, mấy sông cùng lội mấy ngàn cùng qua. Yêu nhau trọn vẹn đường xa, đá vàng cùng quyết phong ba cùng liều. Cái điều quý vị quan khách, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mọi con người, là món quà quý giá của cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu và được thống nhất của hai gia đình tiến đến lễ hôn nhân, đám cưới hôm nay là minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Và tất cả quý vị quan khách đã dành phút thời gian đã đến chung vui cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Thứ nhất là chúc cho mối tình thông gia được ngày càng kề sơn thắt chặt hơn và cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và để đáp lại tấm chân tình, tất cả quý vị quan khách đã dành phút thời gian đến chung vui cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay thì xin mời ông bà thông gia và cô dâu và chú rể hoan nghênh chào mừng tất cả quý vị quan khách, cũng như là gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cả quý vị quan khách. Một lời chào trân trọng nhất. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy tiến đến một bước để khu vực sân bay chính thức khai mạc buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Xin mời. Cô dâu ngã hai, ngã đầu nhau, ngã đầu nhau, ừ, đúng rồi, đẹp đó.
tay sớm dịu thương lòng, tình anh tha thiết thời an biết không. Xót đi cho má em hồng, cho môi em thắm, cho lòng anh say. Chỉ đưa quý vị quan khách dù đêm hiền ngọt, nước sẽ tưới lên tình yêu được tươi thắm. Mắt ngon sẽ tự điểm cho hạnh phúc mai sau. Kính thưa quý vị quan khách, nhân dịp ngày hôm nay thì tất cả quý vị quan khách đã dành phút thời gian của mình đến chung vui cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Thứ nhất là chúc cho mối tình thông gia được ngày càng gắn sơn thắt chặt hơn, mặc cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Và ngay sau đây thì tất cả quý vị quan khách hãy chuẩn bị những ly nước hoặc là rượu để thay lời chúc mừng cũng nhờ chúc phúc cho mối tình thông gia cũng như là cô dâu và chú rể được không ạ? Và ngay sau đây thì tất cả quý vị quan khách hãy hô thật to và thật dài và sau 3 tiếng đếm để chúc mừng được không ạ? Quý vị ơi! 3, 2, 1, vô! Đường đã mất hai họ đã xong thì ngay sau đây thì Hoàng Phong cũng như được đại diện cho hai họ cũng ha. Xin cảm ơn lời ơn, cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị quan khách đã dành phút thời gian của mình đến chung vui trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời ông bà thông gia trở về chỗ danh dự để tiếp đãi quý vị quan khách cho được cái phần chu đáo hơn. Xin mời. Hai ba cái. Chấm chân, gân cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh địa bánh tinh, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, sáng như trăng sáng giữa ta giữa mình. Kính thưa quý vị và khách, đi thức các bánh hạnh phúc để nói lên rằng ngày hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tuất. Kể từ đây thì cô dâu và chú rể nên đôi vợ chồng mà chia sẻ những ngọt bùi đắng cay kể từ đây bằng cách trao nhau những cọc bùi của dì bánh. Xin mời. Chú rể đó cô dâu cầm lại nút cũng vậy cơ. Bây
Bây giờ tất cả quý con khách có muốn là chú rể và cô dâu hôn lại một lần để kết được không ạ? Không ơi. Rồi, nghe sau đây, xin mời cô dâu với kể. Xin dọc gọi lại xe ngang, xe hồ bản quyền trên nàng gửa chân. Một cô dâu xinh đẹp, chúng ta đã từng thỏa thẻ bên tay của chú rể rằng: anh ơi trăng tròn đẹp bởi đêm rằm, tình ta tháng tháng năm năm dặn tròn. Cái điều gì con khác tình yêu thương của chú rể và cô dâu dành cho nhau thì không có gì so sánh bằng được các bạn. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chú rể sẽ thực hiện một nụ hôn tình yêu dành cho cô dâu để thể hiện tình yêu thương của mình dành cho cô dâu không chỉ là lời nói. Và thực hành cụ thể, quý vị có đồng ý hay cho một tràng pháo tay hoặc đồng nhiệt được không ạ? Và trước hôn nhân làm cam nhất, xin yêu cầu cô dâu và chú rể hãy đối diện với nhau. Xin mời. Tay cô dâu đặt lên bờ vai của chú rể. Tay của chú rể đặt lên bờ eo của cô dâu. Vòng mắt nhìn mắt, cảnh tượng giống phim Hàn Quốc đấy các bạn. Và trước khi đón thành công nhất thì vòng hoa xin được đại diện cho tất cả quý quan khách mà hỏi chú rể một câu. Chú rể có hôn cô dâu chưa? Có ạ. Tưởng đâu chối chứ không có hôn cái sột. Cái điều quý quan khách đó là tình yêu thương giữa hai người trong một đồng với nhau. Và ngay sau đây thì tất cả quý vị quan khách hãy hô thật to và dành một tràng pháo tay thật âm nhiệt để chú rể thực hiện một đồng hôn tình yêu của mình dành cho cô dâu được không ạ? 1, 2, 3. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôn nữa, hôn nữa, hôn nữa, tiếp tục, tiếp tục. Hôn chàng có tay thật là lớn được không ạ? Ông ơi, xin cảm ơn rất nhiều. Cái đó là một lần hôn cưới của chú rể Thanh Bình, cái nhiên cùng cô dâu Huỳnh Như. Đến đây đã khép lại chương trình. Để một lần nữa thì bọn con xin được đại diện trong gia đình và thay mặt cho các anh em trong ban nhạc Tiến Nhanh cũng như là ban đặc nhiệm thợ nấu Hai Huệ, xin chúc cho tất cả quý vị quan khách dùng một bữa tiệc thật là ngon miệng, trong khi chiêu đãi các phần gì sơ sót vì hình ở một nụ cười quan hệ cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Nhà sống sinh nhật quá vui thì vui mừng người yêu dẫn tôi lên xa mắt tay chân tay kỷ niệm sinh nhật gì gọi mình cả hai gò như thế như thơ thân sống sang là bao câu ca lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm ấm biên đồng mãi bên nhau cho con đầy trời đã định ngày lành tháng tốt kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà. Đây là cau trầu lượn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc vui hòa tiếng hát ca kiều hoa rước dâu về nhà đẹp duyên đẹp mãi mãi sao trăm năm đầu bạc
còn bên nhau. Đám cưới nhà ai vui sao vui quá, đã đến rồi ước nguyện cả cuộc đời, hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Là hiền ông trời đã định ngày lành tháng tốt, kết dây tơ hồng duyên thắm bền lâu. Xóm dưới làng trên hân hoan như tết, đôi trai tài gái thảo thật thà, đây là câu trầu lợn quay sinh lễ, đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc vui hòa tiếng hát ca, kiều hoa rước dâu về nhà, đẹp duyên đẹp mãi mãi sao, trăm năm đầu ba vẫn còn bên nhau. Đám cưới nhà ai sao vui quá, đã đến rồi ước nguyện cả cuộc đời, hữu duyên thắm tình về chung mái ấm, nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm. Ông trời đã định ngày lành tháng tốt, bên nhau suốt đời hạnh phúc. Gặp nhau nâng ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời, uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau lại ra cho đã cái cuộc đời. Uống cho say 1 2 3 vô, uống cho say cùng nhau nâng ly, câu ca hân hoan niềm hạnh phúc vui say cho tâm hồn phơi phới, uống cho quên hết sự đời, quên hết sự đời. Cùng vui em ơi, uống cho say cùng vui anh ơi, anh em ta lâu ngày gặp nhau nâng ly ta chúc ngày vui mới, uống cho say ngất cuộc đời, uống cho say cậu hai anh ba, uống cho say chị năm anh tư, bên nhau chung vui cùng càng ly, anh em ta 100% vô, uống cho quên hết đường về. Cuộc đời luôn đầy sóng gió, đời người lúc vui lúc khó, chi bằng anh em ta lâu ngày gặp nhau
lại ra cho đáng cái cuộc đời. Uống cho say, 1, 2, 3, yo! Uống cho say, cùng nhau nâng ly. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui xa cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết sự đời, quên hết sự đời. Câu ca hân hoan niềm hạnh phúc, vui xa cho tâm hồn phơi phới. Uống cho quên hết cái sự đời. Chọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Sợ điều gian khổ xeo nèo, anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa. Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Chọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Sợ điều gian khổ xeo nèo, anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa. Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa. Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Chị.
Thank you.
cho anh được yêu nàng, tình yêu chẳng riêng cho người. Em xinh tươi như đóa hồng, xinh dạng cho anh nụ cười. Cho anh nghe sao xuyến lòng, ngập tràn yêu thương về em. Mong bên em yêu tháng ngày, được bình yên đến muôn đời.